Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một cái tình huống là các bạn xem coi với cái nghiệp vụ sau đây á, có phải là góp vốn ảo không nha. Được chưa? Bây giờ công ty này nó có vốn điều lệ là 1 tỷ nè. Thì đầu tiên nó chuyển tiền vào ngân hàng, góp vốn là 1 tỷ. Được chưa? Mr. Giám đốc á, chuyển tiền vào ngân hàng góp vốn vào 1 tỷ, tức là tiền đã vào tài khoản ngân hàng của công ty. Nhưng sau đó công ty mới làm cái động tác là rút tiền ra tại ngân hàng. Rút ra tại ngân hàng nhưng mà là đưa cho giám đốc để làm việc riêng chứ không phải là về nhập quỹ trong công ty. Rồi các bạn hiểu như vậy không? Tức là tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty nhưng sau đó rút ra đưa về túi của ông giám đốc. Như vậy các bạn thấy cái động tác này làm sao các bạn? Cái động tác này làm sao? Tài khoản ngân hàng nó cũng chẳng qua nó là một tài khoản trung gian thôi. Còn rốt cuộc tiền nó có về tài khoản túi của ổng không? Tiền nó về tài khoản của ổng chứ nó đâu có phải nằm ở trong công ty đâu. Đúng các bạn? Đúng không? Các bạn dòm kỹ đi. Tiền nè, nó vô tài khoản của công ty, thà nó ở chỗ này, nó đi mua hàng hóa hay là nó trả tiền nhà cung cấp thì không nói, đằng này rút ra đi vào túi của công ty. À quên, đi vào túi của ổng nhưng kế toán nhập quỹ tiền mặt. Tiền này nó đâu vô két sắt công ty đâu. Được không? Nhưng mà tiền mà để tiền mặt như thế này thì nếu mà đi vay ngân hàng á thì chi phí lãi vay thuế không chấp nhận, nên bắt đầu thuế mới bùa thêm một cái nghiệp vụ này là cho giám đốc mượn tiền hoặc là tạm ứng ghi giảm tiền xuống. Rồi được chưa? Tức là nợ 111 là 1 tỷ, bây giờ có 111 là 1 tỷ nên tiền trong két sắt bằng không. Được không các bạn? Xem như là cho giám đốc mượn tiền hoặc là tạm ứng tiền cho giám đốc, thì sau đó mới đi vay ngân hàng. Thì xin hỏi rằng với tình huống như thế này thì các bạn nói giùm tôi nghe, đứng ở khía cạnh là một nhà đầu tư, các bạn nói thật đi là tiền nó có ở trong công ty không? Nó có ở trong công ty không các bạn? Không, mà nó đang ở trong túi của ông giám đốc để ông làm việc riêng. Nên tôi khẳng định với các bạn luôn, đây là 100% góp vốn ảo. 100% với hai nghiệp vụ này tôi khẳng định là góp vốn ảo. Được chưa? Rồi sau đó công ty mới làm cái động tác là đi vay tiền ngân hàng để kinh doanh nè các bạn, thấy không? Tiền công ty góp, tiền của ổng góp vốn vào công ty thì ổng phải kinh doanh cho công ty chứ, ổng phải sử dụng cái vốn đó phục vụ cho công ty chứ. Nhưng mà không, ổng cho tiền vào túi của ổng, điều đó nghĩa là công ty này không có vốn. Rồi sau đó mới đi vay ngân hàng, đi vay ngân hàng để lấy tiền của ngân hàng để kinh doanh. Nhưng mà kế toán làm thêm một cái chiêu là nếu mà để tiền mặt ở đây mà đi vay ngân hàng thì chi phí lãi vay không chấp nhận, nên kế toán bù thêm một cái nghiệp vụ này nữa là để xem như tiền mặt bằng không, rồi từ đó nói là chi phí lãi vay thuế sẽ chấp nhận, không bao giờ có chuyện đó nha các bạn. Rồi được chưa? Như vậy các bạn xem với cái nghiệp vụ mà góp vốn bằng chuyển khoản này nè, cái nghiệp vụ số 1, nghiệp vụ số 2, nghiệp vụ số 3 nữa các bạn, nó có giống như là nghiệp vụ mà các bạn đang góp vốn ảo như thế này không? Các bạn dòm kỹ đi. Nè, đầu tiên là góp vốn ảo bằng tiền mặt, sau đó tiền mặt cũng đi về tài khoản 138 và 141. Các bạn thấy cuối cùng với cái tình huống bên trên là chuyển khoản, thì cuối cùng chuyển khoản này nó cũng đi về tiền mặt, rồi từ tiền mặt này nó cũng đi về 138 và 141. Thì nó có giống với trường hợp nếu công ty mà làm sao không góp vốn bằng chuyển khoản mà góp vốn bằng tiền mặt, tức là ảo nè. Các bạn thấy hai cái thạch toán này nó giống nhau hay khác nhau? Nó giống nhau 100%. Nhưng mà cái cách qua ngân hàng này nè là để tạo lòng tin là kêu tôi có góp vốn thật.
Nhưng mà bản chất cái tiền này nó lại chạy về túi của giám đốc chứ nó không ở tại công ty. Điều này chứng minh làm sao? Hai cách làm này nó giống nhau y hệt. Cách làm trên với một cái là kỹ thuật cao hơn, mang tính chất là gọi là thật thật hơn vì nó đi qua ngân hàng, nhưng bản chất tiền vào túi của giám đốc. Rồi các bạn hiểu chưa? Mục đích của kế toán ghi cái nghiệp vụ nợ 1388141 đây nè. Rồi đi vay ngân hàng. Mục đích kế toán ghi cái nghiệp vụ nợ 1388 có 141, có 111 đây nè để giảm tiền mặt xuống. Rồi từ đó nói là đi vay ngân hàng lúc này làm sao? Tiền mặt không còn nên chi phí lãi vay ngân hàng sẽ thuế được chấp nhận. Nhưng xin thưa các bạn đã hiểu sai vấn đề rồi nha. Ngân hàng lại bây giờ làm sao? Người ta giỏi lắm. Các bạn cứ phân tích nè. Tiền của công ty thì phải đưa vào hoạt động trong kinh doanh của công ty, mua bán hàng hóa, mua nguyên liệu về sản xuất chứ. Chứ đằng này tiền của công ty các bạn cho giám đốc vay mượn tiền không lấy lãi, rồi các bạn đi vay ngân hàng các bạn trả lãi, thì xin hỏi các bạn á, ông thuế ông có biết vấn đề này không? Không có ai làm cái vấn đề này hết, đúng không? Thà tiền của các bạn là tiền của công ty mà các bạn cho giám đốc vay và có lãi, thì lúc đó các bạn đi vay ngân hàng thì chi phí lãi vay của ngân hàng thuế mới chấp nhận. Còn đằng này các bạn cho mượn hoặc là tạm ứng, tức là tiền nó đi vô túi của giám đốc mà các bạn không lấy một cái đồng cắt nào hết, không lấy lãi nào hết, thì 100% chi phí lãi vay này thuế không chấp nhận. Nếu chi phí lãi vay này thuế chấp nhận thì 100% là các bạn khi chi tiền ra làm cái động tác này nè, là các bạn phải làm sao? Cho giám đốc vay tiền và có tính lãi. Thì cũng này các bạn phải hạch toán là tài khoản 128 các bạn mới đúng được, chứ không phải là 141 và 1388 đâu. Rồi được chưa các bạn? Ok chưa? Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube chúng tôi bằng cách lên kênh YouTube nè, bấm từ khóa là tự học kế toán, bấm vào đây. Rồi bấm vào Tấn Hải Bùi. Rồi. Được không? Được không các bạn? Rồi các bạn xem video nè. Các bạn xem video này nè và các bạn thấy hay và hữu ích thì ủng hộ tôi bằng cách là bấm nút cảm ơn này. Rồi sau đó mua những cái ảnh động ở đây, bấm mua và gửi được không? Rồi nhớ bấm đăng ký kênh, là ở mỗi cái hình của tôi nè, nó có chữ đăng ký kênh hoặc là từ subscribe, các bạn bấm vào đây, đăng ký kênh hoặc là subscribe. Sau đó các bạn bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được cái video này, được không? Rồi các bạn muốn tham khảo sách của tôi thì các bạn lên kênh, lên trang web là sachketoan.org nè. Dưới đây là có những cái bộ sách nè, được không? Bộ sách thứ nhất là đọc và phân tích báo cáo tài chính thực tế một công ty. Thì bạn nào mà đã biết lập báo cáo tài chính rồi thì mua cái bộ sách này để đọc và phân tích báo cáo tài chính. Thì trong cái bộ sách này đó, tôi có hướng dẫn cho các bạn cách lập lưu chuyển tiền tệ theo pháp gián tiếp rất chi tiết và cụ thể ở đây. Tôi tặng kèm file share cho các bạn. Bạn nào muốn thực hành kế toán trên Visa thì mua cái bộ sách này. Nó có bộ chứng từ cho các bạn để các bạn thực hành. Bạn nào muốn luyện thêm hạch toán nghiệp vụ nợ có thì đọc cái bộ này. Bạn nào chưa biết về kế toán thì đọc cái bộ này. Bạn nào muốn tổ chức bộ máy kế toán công ty thì đọc cái bộ này. Bạn nào muốn biết thực hành khai báo thuế thì đọc cái bộ này. Rồi được chưa các bạn? Rồi cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo nha. Nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Tự Học Kế Toán để nhận nhiều video hơn. Rồi chào tạm biệt các bạn.